Kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình Thời sự trưa thứ hai, ngày 6 tháng 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chúc quý vị có một tuần làm việc mới hiệu quả và cần ghi nhớ 5K trong phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chương trình Thời sự trưa nay xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý sau đây. Tiết. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, song tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 8 tháng ước đạt 3.600 tỷ đồng, bằng 57% kế hoạch năm và tăng 11% so với cùng kỳ năm 2020. Theo đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng toàn tỉnh tháng 8 ước đạt trên 400 tỷ đồng, tăng 4,8% so với tháng trước. Những nhóm hàng có mức tăng mạnh nhất là lương thực, thực phẩm, gỗ và vật liệu xây dựng, vật phẩm, văn hóa, giáo dục. Trong tháng 8, doanh thu du lịch đạt gần 67 tỷ đồng, đạt gần 17% kế hoạch. Những tháng cuối năm, tỉnh Bắc Cạn tiếp tục tăng cường công tác quản lý về thương mại, bình ổn thị trường, giá cả hàng hóa trên địa bàn. Đồng thời chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở kinh doanh, trung tâm thương mại, siêu thị và chợ tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo đầy đủ các hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh. Do dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Bắc Cạn đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn thực hiện quản lý tài chính chặt chẽ, tiết kiệm, tiết giảm chi phí hoạt động để tiếp tục giảm lãi suất cho vay thực chất đối với các khoản vay hiện hữu và các khoản cho vay mới, hỗ trợ và đồng hành với doanh nghiệp, người dân vượt qua khó khăn, góp phần phục hồi sản xuất kinh doanh sau tác động của dịch bệnh COVID-19. Tính đến tháng 8 năm 2021, lãi suất cho vay bằng Việt Nam đồng của các chi nhánh Ngân hàng Thương mại Nhà nước cao nhất là 11,5% một năm, thấp nhất 4,5% một năm, phổ biến ở mức 7,5 đến 9,5% một năm. Lãi suất cho vay của chi nhánh Ngân hàng Thương mại Cổ phần cao nhất là 15,8% một năm, thấp nhất là 6,8% một năm, phổ biến ở mức 12,45% một năm. Trong 7 tháng đầu năm 2021, các ngân hàng thương mại đã thực hiện cho vay mới với lãi suất ưu đãi đối với 178 khách hàng. Tổng doanh số cho vay là 685 tỷ đồng. Tính đến ngày 31 tháng 7 năm 2021, có 17 khách hàng được cơ cấu lại thời hạn trả nợ với số dư nợ gốc là 77,7 tỷ đồng. Số tiền lãi được cơ cấu là 11,6 tỷ đồng. Có 2 khách hàng được miễn giảm lãi với số dư nợ là 32,3 tỷ đồng. Ngân hàng Chính sách Xã hội tích cực triển khai chính sách cho vay đối với người sử dụng lao động để trả lương cho người lao động ngừng việc do dịch bệnh, đảm bảo giải ngân đúng đối tượng với lãi suất ưu đãi theo Nghị quyết số 68 của Chính phủ và Quyết định số 23 của Thủ tướng Chính phủ. Bên cạnh giảm lãi suất, các ngân hàng cũng triển khai giảm các loại phí thanh toán, chuyển tiền, dịch vụ tiền tệ, tín dụng khác cho khách hàng. Huyện Bắc Nạm sẽ lồng ghép nhiều nguồn vốn nhằm hỗ trợ cây giống, mở rộng diện tích trồng cây lê, nhất là giống lê VH6 lên 40 ha. Giai đoạn 2021-2025, huyện sẽ triển khai hỗ trợ trồng mới 40 ha tại các xã Bục Bố, Nhạn Môn. Trong đó tập trung nhiều tại xã Bục Bố. Được biết cây lê được trồng trên địa bàn huyện Bắc Nạm từ năm 2003, chủ yếu là giống lê vàng. Đến năm 2017, dự án ứng dụng khoa học công nghệ sản xuất lê triển khai tại xã Bục Bố với tổng diện tích 1 ha. Sử dụng giống lê VH6 đã cho sản lượng ước đạt từ 5 đến 10 kg một cây. Thấy hiệu quả, bà con đã mạnh dạn đầu tư phát triển trồng lê. Đến nay, diện tích cây lê trên địa bàn huyện có khoảng 10 ha, trong đó gần 8 ha đang cho thu hoạch quả. Thực hiện kế hoạch bổ sung chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2021, huyện Nari tiếp tục xây dựng 25 thôn đạt chuẩn nông thôn mới trong năm nay. Trong đó có 16 thôn đăng ký mới trong năm 2021 và 10 thôn chưa đạt trong năm 2020. Ngay từ đầu năm, các thôn đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện các tiêu chí chưa đạt. Đối với các tiêu chí cần nguồn vốn của nhà nước, các xã đã ưu tiên phân bổ vốn để các thôn xây dựng công trình công cộng. Đối với các tiêu chí khác, thôn vận động bà con nâng cao ý thức trong bảo vệ môi trường, tích cực tăng gia sản xuất để nâng cao thu nhập, tuyên truyền để người dân chấp hành pháp luật, cùng nhau xây dựng gia đình văn hóa, bản làng văn hóa. Đến thời điểm này, các thôn đang gấp rút hoàn thiện các tiêu chí, phấn đấu đến cuối năm đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 5 tháng 9, Sở Công Thương Bắc Cạn phối hợp với xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn và công ty cổ phần Khang Thịnh tổ chức khánh thành bàn giao và đưa vào sử dụng đường điện 0,4 kV tại thôn Bản Pháng. Đây là công trình được xây dựng từ nguồn vốn đóng góp của cán bộ, công chức viên chức, người lao động Sở Công Thương Bắc Cạn và một phần ủng hộ của công ty cổ phần Khang Thịnh cùng sự đóng góp ngày công của nhân dân trong thôn Bản Pháng. Công trình có chiều dài đường điện khoảng 2.500 mét, tổng giá trị trên 200 triệu đồng.
đường điện 0,4 kV này khi đưa vào sử dụng sẽ cung cấp điện phục vụ cho sinh hoạt và sản xuất, góp phần ổn định cuộc sống của 30 hộ dân thôn Bản Pháng của xã Trung Hòa, huyện Ngân Sơn. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Bắc Nam triển khai các mô hình thắp sáng đường quê đã được người dân đồng tình ủng hộ. Các công trình thắp sáng đã làm thay đổi đáng kể bộ mặt nông thôn của huyện. Trong đó, Đoàn Thanh niên các xã Giao Hiệu, Công Bằng, Bộc Bố, Bằng Thành, Xuân La, Nhạn Môn đã vận động kêu gọi kinh phí xây dựng mô hình đường điện thắp sáng đường quê từ các tổ chức, các nhà hảo tâm và vận động người dân đóng góp để thực hiện. Đến nay đã có gần 10 km đường nội thôn được duy trì thắp sáng thường xuyên. Trong đó, một số mô hình điện thắp sáng đường quê sử dụng năng lượng mặt trời, tiết kiệm tiền điện hàng tháng và được sửa chữa thường xuyên, qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự, tạo diện mạo nông thôn khang trang hơn. Thưa quý vị khán giả, theo quyết định số 24/2012 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi đồng ý với các điều khoản và ký cam kết bảo vệ rừng có xác nhận của chính quyền địa phương, các thôn bản nằm trong vùng đệm, vùng lõi của vườn quốc gia Ba Bể sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng một năm để đầu tư nâng cao năng lực phát triển sản xuất hoặc hỗ trợ vật liệu xây dựng các công trình công cộng của cộng đồng thôn. Sau nhiều năm triển khai, đến nay việc hỗ trợ này đã mang lại những hiệu quả thiết thực. Thôn Lũng Quang, xã Quảng Khê là thôn nằm trong vùng lõi của vườn quốc gia Ba Bể nên cũng nhận được gói hỗ trợ 40 triệu đồng một năm theo quyết định số 24 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi có quyết định hỗ trợ, cùng với việc cam kết bảo vệ rừng, bà con nhân dân trong thôn đã tổ chức họp bàn và thống nhất sẽ sử dụng tiền 40 triệu đồng để xây dựng các công trình phục vụ dân sinh. Đến nay, sau gần 10 năm được hỗ trợ, các tuyến đường nội thôn, nhà học thôn đã được xây dựng bê tông chắc chắn, tạo rất nhiều thuận lợi cho người dân. Được Đảng, Nhà nước hỗ trợ, quan tâm hỗ trợ cho thôn Đồng Quang, được cái nguồn vốn 24 này thì cũng rất vinh dự. Thì thôn cũng được sử dụng vào những cái mục đích mang lại lợi ích cho cộng đồng dân cư thôn Đồng Quang. Theo thống kê, tại vườn quốc gia Ba Bể có 45 thôn bản nằm trong vùng đệm và vùng lõi thuộc diện được hỗ trợ theo quyết định 24 của Thủ tướng Chính phủ. Sau khi lên danh sách, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Ba Bể đã chỉ đạo các trạm kiểm lâm phối hợp tổ chức họp với tất cả các thôn thuộc đối tượng được hỗ trợ gói 40 triệu để lựa chọn hoạt động thực hiện. Từ nguồn vốn hỗ trợ trên, đến nay các thôn bản trên đã xây dựng mới được 31 nhà học thôn, bê tông được hơn 2,6 km đường nội thôn, đạt 16 cống và xây trên 100 mét đường cống thoát nước, xây hơn 1,5 km kè đá, 6 cầu bê tông, 3 công trình nước sạch. Qua đánh giá, từ khi thực hiện công tác giao khoán bảo vệ rừng đặc dụng và triển khai gói hỗ trợ 40 triệu đồng, một cộng đồng thôn bản có sự động viên hỗ trợ cả về tinh thần lẫn vật chất, nên người dân rất phấn khởi, từ đó đã có ý thức, trách nhiệm hơn cho công tác quản lý bảo vệ rừng đặc dụng. Với quyết định 24 trên địa bàn xã Đa Mấu thì có 9 thôn được hưởng lợi. Thì trong khi triển khai thực hiện cái quyết định 24 thì chủ yếu là các thôn tập trung xây dựng các công trình phúc lợi cho thôn. Thứ nhất là làm đường giao thông đi lại, và hai là chỉnh trang nhà văn hóa cộng đồng của thôn và chỉnh sửa một số cái nội dung hạng mục công trình của thôn cần thiết. Đấy là một cái chương trình hỗ trợ rất là có lợi cho các thôn bản trên địa bàn. Đấy cũng là tạo sinh kế cho bà con nhân dân trên địa bàn xã Đa Mấu được hưởng lợi. Trên cơ sở cái chính sách như đoạn của cái quyết định 24 thì vườn đã thực hiện để cùng thống nhất với các cộng đồng thôn bản và chính quyền các xã để phê duyệt cái mức cho các cái cộng đồng thôn bản này tham gia thực hiện các cái công trình công cộng của thôn bản theo quy định. Qua đánh giá thì thấy cái nhiều km đường liên thôn được xây dựng, rồi nhiều nhà văn hóa ở thôn được xây dựng. Thì đây là một cái nội dung lớn cũng góp phần vào cái chương trình xây dựng nông thôn mới của các thôn bản và các xã. Mặc dù nguồn kinh phí theo quyết định 24 là không lớn, nhưng được đầu tư phục vụ vào những nhu cầu thiết yếu của cộng đồng thôn. Vì thế nó không chỉ giúp người dân phát triển kinh tế, mà còn tạo được sự đoàn kết trong nhân dân. Qua kết quả thực hiện quyết định này tại Vườn Quốc gia Ba Bể cũng cho thấy ý thức và cam kết của cộng đồng trong công tác bảo vệ rừng đặc dụng đã được nâng lên rõ rệt. Minh chứng là các vụ vi phạm về quản lý và bảo vệ rừng đều giảm so với năm trước. Đây là một tiền đề rất quan trọng để góp phần vào công tác bảo tồn và xây dựng Vườn Quốc gia Ba Bể ngày càng phát triển. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh. Bây giờ là phần tin trong nước và quốc tế của chương trình thời sự chiều nay.